Thân, hôm nay tôi xin chia sẻ bằng chủ đề mối quan hệ và giá trị của bản thân. Thì thế này các bạn, trong xã hội và trong cuộc sống đó các bạn, thì rất nhiều người họ tự hào về mối quan hệ của họ. Thì những mối quan hệ tương đối bền vững là mối quan hệ người thân, mối thấm là cha con, chồng vợ, anh em, chú cháu ha, bạn, nghĩa là trong dòng họ dòng tộc á, thì mối quan hệ thường nó bền vững hơn. Còn nếu nói những mối quan hệ bên ngoài, bạn quan hệ người lớn, người này, người kia, doanh nhân, tỷ phú rồi đó. Nhưng mà thực tế, nếu bản thân bạn không có thực lực, bản thân bạn không có giá trị, thì mối quan hệ này nó rất lỏng lẻo, bạn hãy lưu ý điều này, hãy lưu ý các bạn. Và đừng quá đề cao mối quan hệ mà trong khi bạn không phát triển bản thân, bạn không có giá trị và không ảnh hưởng, hãy lưu ý điều này. Thì có câu nói bạn, đừng quá đề cao các mối quan hệ xã giao, khi bạn không có giá trị hoặc ảnh hưởng, họ cũng xem bạn không ra gì. Các bạn nhớ nha. Thì mối quan hệ và thực lực bản thân đều là hai yếu tố quan trọng trong cuộc sống và sự phát triển cá nhân. Mỗi yếu tố này đóng vai trò riêng biệt nhưng có sự tương quan và tác động lẫn nhau. Mối quan hệ xã hội giúp chúng ta xây dựng duy trì mối quan hệ với người khác. Việc tương tác và giao tiếp với người khác, chúng ta có thể học hỏi, chia sẻ và trao đổi kiến thức, kinh nghiệm và cảm xúc. Mối quan hệ tốt có thể mang lại sự hỗ trợ, động viên và cảm giác thuộc về của cộng đồng. Nó cũng thể tạo ra cơ hội kinh doanh, hợp tác và thành công trong công việc. Tuy nhiên, mối quan hệ xã hội cũng đòi hỏi sự thực tế và thực lực bản thân. Để xây dựng mối quan hệ thực hệ tốt, chúng ta cần có sự tự tin, khả năng giao tiếp, lắng nghe và thấu hiểu người khác. Ngoài ra, thực lực bản thân như kỹ năng cá nhân, kiến thức chuyên môn và sự phát triển cá nhân cũng đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra niềm tin và sự tôn trọng từ người khác. Để phát triển mối quan hệ xã hội và thực lực bản thân, chúng ta cần đầu tư thời gian và nỗ lực để phát triển kỹ năng, nâng cao kiến thức và tạo môi trường giao tiếp và học hỏi. Đồng thời, chúng ta cũng cần thực hành sự chân thành, tôn trọng và lòng nhân ái trong mọi tương tác với người khác. Và ở đây nói mối quan hệ và giá trị bản thân. Mối quan hệ và giá trị bản thân là hai khía cạnh cũng quan trọng trong cuộc sống. Mỗi khía cạnh này đóng vai trò riêng biệt nhưng cũng có tương quan mật thiết với nhau. Mối quan hệ xã hội là sự tương tác giao tiếp người khác. Mối quan hệ giúp chúng ta duy trì các liên kết gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, cộng đồng. Mối quan hệ tốt giúp chúng ta cảm thấy được yêu thương, hỗ trợ và chia sẻ. Nó cũng mang đến cơ hội học hỏi, phát triển kỹ năng giao tiếp và mở rộng mạng lưới. Mối quan hệ tốt có thể tạo ra sự hạnh phúc và cân bằng trong cuộc sống. Còn về giá trị bản thân đó, là những nguyên tắc, là niềm tin và tiêu chuẩn cá nhân mà chúng ta coi trọng. Đây là những yếu tố tạo nên cá nhân chúng ta và hướng dẫn hành động của chúng ta. Giá trị bản thân có thể bao gồm lòng trung thành, tôn trọng, sự đạo đức, sự cống hiến và sự tự tin. Bằng cách hiểu và sống theo giá trị bản thân, chúng ta có thể xây dựng một cuộc sống có ý nghĩa và đáng giá. Mối quan hệ và giá trị bản thân có mối liên kết chặt chẽ. Một giá trị bản thân giúp chúng ta xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt. Nó tạo ra sự tôn trọng và lòng tin từ người khác. Ngược lại, mối quan hệ tốt cũng giúp chúng ta phát triển giá trị bản thân bằng cách cung cấp phản hồi, xây dựng và cơ hội học hỏi. Để phát triển mối quan hệ tốt và giá trị bản thân, chúng ta cần dành thời gian để tự tìm hiểu, phát triển kỹ năng và đề cao sự tôn trọng và công bằng trong mọi tương tác xã hội. Đồng thời, chúng ta cũng cần chăm chỉ công việc cá nhân và tự đề ra mục tiêu để phát triển và thúc đẩy giá trị bản thân. Tóm lại, mối quan hệ xã hội và giá trị thực lực bản thân đều quan trọng trong cuộc sống. Chúng ta tạo sự cân bằng và tương tác mạnh mẽ. Đó các bạn. Thì trên đây là video để nói về cái mối quan hệ và cái giá trị bản thân cũng như là cái thực lực bản thân. Bạn mà có mối quan hệ nhưng bạn không có giá trị, bạn không có thực lực bản thân thì điều này rất khó nha các bạn. Mối quan hệ này sẽ không bền vững đâu, các bạn hãy lưu ý điều này. Cho dù bạn quen là cấp cao, cho dù bạn quen những tỷ phú mà bạn thực sự bạn không có giá trị thì cái mối quan hệ đó nó sẽ không bền vững, các bạn hãy lưu ý điều này. Vì vậy bạn hãy không ngừng rèn luyện, học tập, trau dồi, phát triển bản thân. Đó. Thì như thế mới đảm bảo giá trị bền vững. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này.